Ok, bây giờ xong hai cái phần phân tích 3C thì đã xong hai cái C. Bây giờ chúng ta sang một cái phần là phân tích khách hàng mục tiêu. Sau khi chúng ta đã chọn được ra một cái phân khúc, chúng ta đã có một cái khách hàng, một cái phân khúc có vẻ là mình có thể cạnh tranh được, thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào là cái khách hàng ở trong cái phân khúc đấy họ sẽ như thế nào. Thì nghiên cứu khách hàng là nghiên cứu cái gì? Nghe cái câu hỏi, riêng cái câu hỏi này nó rất là khó trả lời rồi. Thì các bạn là hay bị là nghiên cứu rồi các bạn bị bập vào ngay cái việc là nghiên cứu thứ cấp, rồi là đi khảo sát, rồi là phỏng vấn, đúng không? Nhưng mà thực ra chỉ đơn giản là nghiên cứu khách hàng là để chúng ta trả lời được những cái câu hỏi. Chúng ta còn nhớ cái hệ giá trị đúng không ạ? Thực ra chúng ta đi nghiên cứu khách hàng là chỉ đi nghiên cứu cái mà khách hàng cần để chúng ta tạo ra cái hệ giá trị này thôi. Nếu mà trả lời được hết những cái câu hỏi này rồi thì không cần phải nghiên cứu nữa. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Thì cái đầu tiên chúng ta cần đấy là gì ạ? Cái câu hỏi đầu tiên chúng ta cần đấy là sản phẩm. Sản phẩm nó giải quyết cái vấn đề gì của khách hàng? Viết tên này là hơi ngược, bởi vì chúng ta đang nghiên cứu khách hàng, có nghĩa là phải từ phía khách hàng. Họ giải quyết vấn đề gì? Nhu cầu của họ, đúng không? Chúng ta nghiên cứu khách hàng có nghĩa là nghiên cứu nhu cầu của họ để làm gì ạ? Để tạo ra sản phẩm, được chưa ạ? Có hình dung không? Còn nếu mà biết rồi thì nghiên cứu làm gì nữa? Hai là dịch vụ. Tức là khách hàng họ cần cái thái độ gì? Tức là họ thích chúng ta đối xử với họ như thế nào? Giống hệt như bạn đi nói chuyện với người khác, người ta muốn mình nói chuyện với họ như thế nào? Thì đấy gọi là gì ạ? Đấy gọi là nghiên cứu. Nghiên cứu cái vấn đề đấy. Tức là cái thái độ, mong muốn từ doanh nghiệp. Thái độ mà khách hàng mong muốn là cái gì? Thì lúc đấy chúng ta sẽ thiết kế cái dịch vụ mà đáp ứng cái thái độ mong muốn đó. Hình dung ra chưa? Cái thứ ba là gì ạ? Giá. Tức là thu nhập của họ như thế nào? Hay là họ sẵn sàng trả bao nhiêu cho cái giá trị đấy, cho cái vấn đề đấy? Cái thứ tư là gì ạ? Kênh phân phối, đúng không ạ? Kênh phân phối thì chúng ta cần nghiên cứu cái gì của khách hàng? Tức là họ ở đâu để làm gì ạ? Để nhanh nhất, mua hàng nhanh nhất, tiện nhất. Họ cần cái nhanh như thế nào, tiện như thế nào, được chưa? Để chúng mình đáp ứng cái kênh phân phối như vậy. Các bạn hình dung ra chưa? Và cái năm là gì ạ? Thông tin. Thì khách hàng họ cần những cái dạng thông tin gì? Tại sao họ lại cần những cái thông tin đấy? Bởi vì họ đang cần nhận thức, đúng không ạ? Họ đang không hiểu tại sao là cái thằng kia nó mua iPhone. Thì họ cần cái gì ạ? Cần những cái thông tin. Hình dung ra chưa? Thì đây là những cái thông tin, nhưng mà thông tin phải gì ạ? Có ích, tức là phải giúp ích được cho họ. Vậy thì chúng ta đi nghiên cứu là ồ thì khách hàng nó thích những cái thông tin gì, thì mình cung cấp những thông tin đấy. Thì đây gọi là hệ giá trị. Có hình dung ra chưa ạ? Chứ không phải nghiên cứu khách hàng là nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu mấy cái này này. Có hình dung ra chưa? Giả sử như nhu cầu của họ đấy là gì ạ? Nhu cầu của họ đấy là đi ăn. Thì chúng ta đang đầu tiên lõi nó phải là đồ ăn cái đó. Được chưa? Từ nhu cầu đến sản phẩm, nhu cầu có rất nhiều cấp độ nhu cầu, và từng loại nhu cầu đấy nó sẽ ra cấp độ của sản phẩm. Các bạn hình dung ra chưa? Ví dụ nó đi ăn, người ta cần đi ăn, thì ăn ở một cái nhà hàng là đồ ngon, hay là chỗ ngồi đẹp, hay là cần một cái thái độ phục vụ tốt. Hình dung ra chưa? Thì chúng ta biết được cái nhu cầu đó thì chúng ta thiết kế sản phẩm dịch vụ ý chăng vậy? Hình dung ra chưa? Chứ không phải nghiên cứu khách hàng là nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu tất cả những cái mà thứ mà chúng ta có thể đáp ứng lại được cho họ. Hình dung ra chưa? Và cái khung thì chúng ta đã có rồi, chỉ cần bám vào cái hệ giá trị này thôi. Các bạn hình dung ra chưa? Vậy thì để đây chỉ là cái hệ giá trị. Còn để cho chúng ta, trong marketing nó có 3 khâu là tìm, tạo và gì ạ? Tải. Thì trong 3 khâu đấy, khách hàng họ muốn chúng ta tìm như thế nào, họ muốn chúng ta tạo như thế nào, và họ muốn chúng ta tải như thế nào,
thì chúng ta vẫn cũng phải đi theo ba bước đấy, hình dung ra chưa?